Hello, xin chào mọi người, mình là Nghiêm Thùy Trang, founder của Tiếng Trung Alpha. Rất vui được đồng hành với các bạn trong video ngày hôm nay. Để tiếp nối cho chuỗi video học tiếng Trung thông qua giáo trình Hán ngữ 6 quyển thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bài số 6 nhé. Vẫn như thường lệ là sư mong rằng các bạn hãy chuẩn bị vở ghi chép, bút nhiều màu mực và một cốc nước nhé. Ngoài ra thì đừng quên một tinh thần học tập phấn chấn, nhiệt tình để chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ. Như chúng ta đã biết, xuyên suốt từ bài 1 đến bài 5 chúng ta đã học tất cả những cái kiến thức về mặt ngữ âm, phát âm của tiếng Trung. Vậy nên sang bài số 6 này thì chúng ta sẽ ngay lập tức được vào phần từ vựng. Vậy thì hãy xem trong phần từ vựng của bài số 6 này chúng mình được làm quen với những từ nào nhé. Từ đầu tiên các bạn hãy nhìn lên slide, lắng nghe và lặp lại thật to cùng với cô Trang nào. Chỉnh vận. Các bạn nhớ âm này không đọc là in nhé, không phải là in ở trong xinh đẹp mà là yên, rồi đọc vang ra cho cô nào. Yên rồi, tiếp theo âm chi mình bật hơi nhá. Chỉnh vận. Các bạn có còn nhớ từ W này đâu ra không nhở? Đó là âm uân. Khi mà tự nó biến thành một âm tiết, một từ có nghĩa thì phiên âm của nó sẽ được viết u trở thành W đúng không ạ? Và giữ nguyên cách đọc. Đọc lại cho cô nào. Chỉnh vận. Từ chỉnh vận này có nghĩa là xin hỏi, làm ơn cho hỏi. Thông thường nó sẽ đặt trước những cái câu mà chúng ta chuẩn bị hỏi han ai đó này, hay là nhờ vả cầu khiến cái gì đó này, đúng không? Các bạn đọc lại một lần nữa nào. Chỉnh vận. Để các bạn có thể hình dung rõ hơn về cách sử dụng thì chúng mình sẽ cùng đến với ví dụ sau đây nhé. Chỉnh vận, nǐ shì lǎo shì ma? Rồi để mà đọc tiếng Trung làm sao nó hay hơn, nó bản xứ hơn thì chúng mình lưu ý là đọc đúng thanh điệu, đọc đúng dấu giúp cô Trang nhé. Như thế thì nó sẽ mượt và hay hơn rất nhiều đấy. Là chúng mình đọc lại với lão sư câu này nhé. Chỉnh vận, nǐ shì lǎo shì ma? Chỉnh vận là làm ơn cho hỏi, xin được hỏi đúng không? Nǐ shì lǎo shì ma? Bạn là giáo viên à? Làm ơn cho hỏi, bạn là giáo viên à? Tiếp theo, ở đây chúng ta có ví dụ số 2 là Chỉnh vận, nǐ shì zhōng guó rén ma? Qíng wèn nǐ shì zhōng guó rén ma? Làm ơn cho hỏi, bạn là, nǐ shì, đúng không? Vẫn là bạn là. Zhōng guó rén là gì? Người Trung Quốc. Làm ơn cho hỏi, bạn là người Trung Quốc à? Bởi vì như chúng ta cũng biết là không chỉ có mỗi người Trung Quốc đại lục là sử dụng tiếng Trung đúng không? Người Đài Loan cũng sử dụng tiếng Trung, người Philippines, Malaysia, thậm chí Singapore, rất là nhiều quốc gia đều sẽ có thể sử dụng tiếng Trung, tiếng phổ thông, tiếng quan thoại. Vậy nên cái câu hỏi là chiếu vẩn, nǐ shì zhōng guó rén ma thì cũng rất là dễ hiểu, rất là thường gặp thôi. Tuy nhiên ở đây có một cái lưu ý ngoài lề một chút thì các bạn có thể để ý nhá, là thông thường mình nên hỏi người ta là bạn đến từ đại lục à, hoặc là bạn đến từ Hồng Kông à, đến từ Đài Loan à, vân vân. Thực ra thì nếu mà một số các vùng sẽ không thích lắm khi mà bị hỏi bạn là người Trung Quốc à. Thì cái này nó hơi ngoài lề một chút, chỉ là kinh nghiệm của lão sư chia sẻ đến các bạn thôi. Còn bây giờ thì chúng mình phải đến với từ vựng số 2 rồi. Từ vựng số 2 chúng mình có là xỉng. Xỉng, rồi thanh 4 giúp cô Trang nhé. Xỉng. Xỉng ở đây Hán Việt là tính, có nghĩa là họ. Các bạn xem phim cổ Trang ngày xưa cũng hay thấy bảo là lão Bách Tính đúng không? Hay là Bách Tính đấy, Bách Tính là gì? Chăm họ, ý là muôn dân. Rồi thì từ xiêng ở đây là họ nhé mọi người. Ok, tiếp theo chúng mình sẽ có ví dụ là 我姓严. Đố các bạn dịch được câu này nghĩa là gì đấy? 我姓 là gì? Tôi họ đúng không? 我 là tôi, 姓 là họ. 我姓严 là Nghiêm, Nghiêm trong Nghiêm Thùy Trang ấy mọi người. 我姓严, tôi họ Nghiêm. Vậy thì tương tự như vậy các bạn cũng hoàn toàn có thể thay thế những cái gì, những cái từ chỉ họ của mình vào đây để tạo thành những mẫu câu giới thiệu họ khác nhé. Tiếp theo, từ tiếp theo chúng ta lại bắt gặp một lần nữa có từ gì đây nhỉ? Từ xiềng vừa mới học xong là gì? Là họ, chính xác. Vậy thì quầy xiềng có nghĩa là gì ạ? Quầy xiềng, Hán Việt của nó là quý tính. Vậy là ý là cái họ quý là gì ta? Rồi, chúng mình lưu ý giúp lão sư này, cũng giống y như trong tiếng Việt thôi. Cái từ quý được sử dụng rất là nhiều trong đời sống giao tiếp hàng ngày đúng không? Ví dụ quý vị này, quý khách, quý anh, quý chị, quý ông, quý bà, quý công ty, quý vị đại biểu vân vân. Đó, nó dùng rất là nhiều để thể hiện cái gì nhỉ? Thể hiện cái sự trang trọng, lịch sự, khách khí, xã giao. Mình thể hiện cái ý là rất là trang trọng ra đấy. Thì ở đây cái từ xiềng này đi kèm với từ quầy đằng trước, quầy xiềng, quý tính, nhằm thể hiện cái lịch sự của mình khi mà hỏi họ
của đối phương nhá. Kiểu ôi anh ơi cái họ quý của anh là gì đúng không? Rồi chúng mình đọc lại với lão sư nào. Quỷ xỉng. Chính xác, quý tính nhá. Dịch ra thì nó vẫn là họ thôi, nhưng cái ngữ khí khi mà mình dùng cái từ này ấy, nó tương đối là trang trọng, lịch sự, khách khí, được chưa nhở? Rồi, vào ví dụ chúng ta sẽ có gì đây? Chỉnh vận, vừa mới học xong là gì đấy? À, xin hỏi, làm ơn cho hỏi đúng không? Chỉnh vận, nín quỷ xỉng. Rồi, chỉnh vận, nín quỷ xỉng. Làm ơn cho hỏi, họ của bạn là gì? Xin được hỏi, bạn họ gì đúng không? Thì cái từ nín này nó hôm trước, trong bài hôm trước chúng mình vừa học rồi, nín này ý nghĩa nó hoàn toàn giống với nỉ, nhưng mà cái ngữ khí nó thể hiện ra sẽ là gì? Trang trọng, lịch sự, khách khí, xã giao. Vậy thì nó quá là phối hợp với cái từ quê này luôn rồi đúng không? Một bên dùng quê, một bên lại kết hợp dùng chữ nín nữa, thì cái hàm ý mà mình muốn thể hiện ra nó rất là trang trọng. Đọc lại với cô nhá. Chiếu ẩn, nín quỷ xỉng. Rồi, cả cụm này không cần phân tích nhiều đâu, tôi dạy các bạn để các phân tích thế thôi. Chứ còn vào sử dụng các bạn ốp nguyên cả cụm này vào cho lão sư nhá. Không cần phải phân tích dài dòng ngữ pháp gì ở đây cả. Chính vận, nín quỷ xinh, cho hỏi bạn họ gì. À, tiếp theo thì chúng mình sẽ đến với từ vựng. Từ này đọc là chèo, yao đúng không? Yao, chèo, đừng ai đọc là treo nhá. Treo mà kiểu treo lơ lửng là chưa có chính xác đâu, được chưa nhờ, là mất đi âm y của tôi là không được đâu. Đọc lại cho lão sư nào. Yao, chèo, thanh 4, chèo. Rồi, từ chèo ở đây có nghĩa là gọi, là kêu, là gọi là. Ở cụ thể chúng mình có mẫu câu là Nǐ jiào wǒ ma. Nǐ là gì? You là bạn đúng không? Jiào ai? Jiào wǒ. Nǐ jiào wǒ ma. Bạn gọi tớ à? Cậu gọi mình à? Mày gọi tao à? Đúng không? Hay như là ví dụ ở nhà, ví dụ mẹ của mình sẽ gọi là Trang ơi, xong cái mình đang bấm điện thoại, mình không tập trung, cái mình quay ra mình hỏi mẹ là Nǐ jiào wǒ ma? Mẹ gọi con à, đúng không nhở? Các bạn lưu ý giúp cô nhá, đây có bộ khẩu. Từ trèo, từ kêu, từ gọi thì chắc chắn là phải dùng mồm rồi đúng không? Phải dùng mồm, dùng miệng rồi. Vậy nên là nó có bộ khẩu và nó dịch ra là gọi, là kêu, là gọi là nhá. Hay như bên này chúng mình có một cái câu nữa là gì? Nǐ jiào shě me? Nǐ jiào shě me? Thì câu này chúng mình có thể hiểu là cũng có thể dùng trong hỏi tên. Nǐ jiào shě me? Bạn tên là gì? Tên gọi của bạn là gì? Đó. Thì khi mà nói vắn tắt, nói nhanh gọn, nói một cách rất là đời sống ấy, thì chúng mình hoàn toàn có thể dùng Nǐ jiào shě me để hỏi tên của đối phương là gì. Từ vựng tiếp theo chúng ta có được đọc là miếng zi. Rồi, miếng zi. Các bạn đừng đọc là miếng chư hay miếng chữ nhé, thì nó sẽ chưa được hay lắm. Đọc thanh nhẹ chuẩn hơn cho cô một xíu nào. Miếng zi. Miếng dựa, mình đọc lơi lơi nó ra. Miếng dựa này là danh tự, có nghĩa là tên, là tên nhá. Tiếp theo chúng mình sẽ có ví dụ là Nǐ jiào shě me? Miếng dựa. Bạn tên là gì hoặc tên gọi của bạn là gì? Trong cái từ vựng phía trước thì cô Trang vừa mới hướng dẫn các bạn là Nǐ jiào shě me? Cách này có thể hỏi tên nhá, và cách hỏi vắn tắt tương đối là khẩu ngữ, tương đối là đời sống. Còn ngoài ra cách này nhìn có vẻ là chính quy hơn, nhìn nó có vẻ đầy đủ hơn, full hơn đúng không? Thì chúng mình có thể áp dụng cả hai cách nhá. Nhưng trước khi áp dụng thì hãy đọc lại một lần nữa với lão sư nào. Nǐ jiào shě me? Miếng zi. Các bạn lưu ý giúp cô đừng có sẩm ma nhá. Shě me. Một lát nữa mình sẽ gặp lại từ vựng này ở phía sau. Bây giờ đọc lại một lần chót nữa giúp cô nào. Từ nãy giờ không nhắc thì không biết là các bạn có nhớ phải đọc to thành tiếng không, hay là mấy bữa không học lại quên rồi. Nhớ nhá, trong tất cả các buổi học, trong tất cả các video của Trang, Trang đều nhắc mọi người là phải gì? Lắng nghe và lập lại thành tiếng cùng với mình, thì điều đấy nó mới có ý nghĩa đúng không? Chứ còn nếu mà mình cứ đọc thầm thôi, thực ra là âm thanh của tôi đang vang vọng trong đầu các bác đấy. Chứ còn các bác không nhớ đâu, không đọc được đâu nhá. Đọc to lên nào. Nǐ jiào shě me? Miếng zi. Bạn tên là gì? Ok, hay quá. Tiếp theo chúng mình có từ vựng gì đây? Ui, từ này quá là quen thuộc luôn. Đọc với cô nào. Trung Quốc. Chính xác, đừng có Trung Quốc nha, không đúng đâu. Trung Quốc lên cho cô. Trung Quốc là gì? Là Trung Quốc đúng không? Trung Quốc. Tiếp theo nào, mình có gì đấy? Tứa của. Rồi, tứa thanh hai lên cho cô nhá, đừng có tửa tửa. Ok, tứa của. Ok, tứa của là gì? Là nước Đức. Tiếp theo nào, ứa của. Ứa của. Ứa của là gì nhỉ? Nước Nga. Quá nhiều quốc gia, hôm nay học nhiều quốc gia quá, đi du lịch vòng quanh thế giới thông qua cái slide này luôn. Tiếp theo nhá, Phả Quốc. Đoán xem, Phả Quốc là nước Pháp.
Ui có cái chữ tiếng Việt ở đây rồi, tôi bắt mọi người đoán xem. Kỳ quá. Đọc lại nào. Phả của là nước Pháp. Chính xác. Tiếp theo chúng mình có kháng của. Rồi, lặp lại một lần nữa to nào. Kháng của. Rồi, kháng của là nước Hàn nhá, Hàn Quốc mọi người. Tiếp theo, Ê Mễ, Mễ của. Mễ của nước Mỹ nhá, nước Mỹ, Hoa Kỳ đấy, nước Mỹ. Rồi, Mễ ở đây là Mỹ. À, thực ra mình cái Mỹ này mình có thể dùng theo kiểu là Mễ là đẹp đấy mọi người, từ Mễ này còn có nghĩa là đẹp nữa. Còn trong cái danh từ này là nó ý là chỉ nước Mỹ nhá mọi người, hoặc cũng có thể dịch là Hoa Kỳ. Ok, tiếp theo nhá, chúng mình có bộ này quá là quen thuộc luôn, hình như là sư đã từng nhắc rồi sao ấy, nhỏ không biết mọi người có nhớ không, có nhớ không nhở? Đây là bộ gì? Bộ Rư, Hán Việt là Nhật, nghĩa cũng là Nhật luôn, mặt trời ấy mọi người. Rồi chúng mình đọc với cô nhá. Rư bẩn. Lưu ý âm này không bật hơi nhá, đừng có phẩn ở đây là sai đấy, được chưa nhỉ? P p p p p. Rư bẩn. Rồi, Rư bẩn, Nhật Bản đúng không? Đất nước mặt trời mọc nên là hẳn nhiên nó phải có cái bộ Nhật trong đấy rồi, đúng không? À, bây giờ chúng mình đi tiếp nhá. Yên của. Rồi các bạn lưu ý nhá, những bạn mà tự ngồi nhà bật video lên học á, thì lão sư thấy rất là nhiều trường hợp sẽ đọc âm cái âm y dài này dinh, thì lưu ý giúp cô không phải là dinh, không có âm z z nào ở đây cả nhá, y đọc hoàn toàn như chữ y ngắn cho cô. Yên của. Rồi Anh Quốc đúng không, là nước Anh á mọi người. Tiếp theo nào. Rồi vừa nãy là một loạt các cái danh từ chỉ các quốc gia, bây giờ chúng mình đến với một cái động từ nào. Xuế xí, đọc to lên cho cô. Xuế xí, chính xác. Xuế xí ở đây là gì? Học tập đúng không? Và bọn mình có thể dùng xuế xí hoặc có thể nói giản lược đi là xuế cũng được. Xuế xí là học tập, còn xuế là học nhá. Mình đang xuế cái gì đây? Mình đang xuế tiếng Trung cùng với ai? Cùng với Yán lão sư đúng không nhỉ? Wǒ xìng Yán. Rồi các bạn có thể gọi cô là Yán lão sư. Các bạn có thể gì? Gọi cô đúng không nhỉ, là Yán lão sư. Ok, tiếp theo ạ. Rồi có từ gì đây mọi người ơi? Hán tự. Hán tự, Hán tự nhá. Hán tự này không phải là ý chỉ tiếng Hán đâu, mà nó là Hán tự là chữ Hán, được chưa nhỉ? Là chữ Hán, không phải phiên âm nhá. Đây, trong một cái ví dụ như này mình sẽ chỉ luôn cho mọi người, cái phần trên này chính là Hán tự là chữ Hán nhá. Và mỗi Hán tự trong tiếng Trung nó sẽ đều có kèm phiên âm để mình biết là a cái chữ này đọc như thế nào, gõ ra làm sao đúng không? Và cuối cùng ở đây là cái nghĩa tiếng Việt mà lão sư sẽ giải thích cho mọi người. Ok, Hán tự, Hán tự, chữ Hán nhá. Tiếp theo, lão sư dạy có nhanh quá không mọi người? Nếu mà hơi nhanh thì các bạn có thể điều chỉnh cái tốc độ của cái video để có thể nghe chậm hơn nhá. À, bài hôm nay thì cũng tương đối là đơn giản nên là cô nói tốc độ có thể là sẽ hơi nhanh. Chúng mình có thể sử dụng phương pháp là điều chỉnh tốc độ là một này, hoặc là nghe đi nghe lại 2-3 lần để cho mình ngấm. À, các bạn lưu ý giúp cô là học á, học tập thì không cần nhanh, chỉ cần đúng. Bởi vì nhanh chưa chắc đã đúng, nhưng mà đúng thì chắc chắn sẽ nhanh. Nhớ nhá, nên là chúng mình đừng có vội, đừng có sốt ruột, cứ thong thả thôi, đâu sẽ có đó, được chưa nhở? Ok, chúng mình đọc lại với lão sư từ này nào. Fa in, nhớ không phải là zin zin gì nha, i i. Fa in. Rồi fa in ở đây là phát âm. Rồi suốt từ buổi số 1 đến buổi số 5 chúng mình đã học rất là nhiều kiến thức về gì, về fa in đúng không nhở? Ok, tiếp theo từ này là gì đây, vô cùng là quen thuộc rồi. Sấn mở. Sấn mở. Ừ, đừng có ai đọc là sẩm ma hay sẩm mơ ấy, không có sẩm sẩm gì đâu. Sấn mở. Rồi, thật ra trong cái quá trình giao tiếp đời sống hàng ngày, có thể khi các bạn đọc nước nhanh, các bạn sẽ nghe thấy kiểu nì chẳng sẩm mà miếng, có thể nghe thấy thì nó hơi sẩm mở. Nhưng mà cái từ này với phiên âm này các bạn đọc cho cô là sấn mở, được chưa? Ừ, ok nhá. Sấn mở này có nghĩa là gì? Sấn mở có nghĩa là gì? Cái gì? Ok. Tiếp theo nào, chúng mình có từ su. Su Hán Việt là thư, có nghĩa là sách. Su. Rồi cong lưỡi lên cho cô nào. Su. Tiếp theo nhá, từ này chúng mình đọc là uy. Không ai đọc là suối nhá, không có suối dục gì ở đây hết. U với y thì đọc là gì? Uy đúng không? Nó là u e y như hôm bữa mình đã nói chuyện với nhau rồi đấy, trong bài phát âm ấy nó là u e y, nhưng khi kết hợp với thanh mẫu sư phía trước, chữ e sẽ được bỏ đi và chúng ta nhìn thấy ui nhưng vẫn phải đọc là gì? Uy. Đúng rồi, đánh vần cho cô nào. Xuế. Xuế có nghĩa là ai,
đúng không? Ai? Và bật mí cho các bạn á, từ này còn một cách đọc nữa là sấy. Sấy và sấy thì đều được nhé mọi người. Ví dụ hỏi, 你是谁? Bạn là ai? 他是谁? Cô ấy là ai? À, ví dụ có người cực 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 gõ cửa nhà mình, sấy à? Ai đấy? Đúng không? Rồi xem phim hay có từ sấy, 你是谁? Đúng không? Ok, tiếp theo nào, chúng mình có từ gì đây? Từ này đọc là tờ. Tờ, ừ. Thì không biết ở đây có bạn nào thắc mắc là tại sao lúc nãy cũng có cái từ tương tự, cũng có cái từ tương tự ở như này, mà lão sư dạy đọc là tứa cúa, đúng không? Tứa cúa, mà bây giờ cũng có cái từ này, cũng hai cái chữ này, mà lão sư lại đọc là tơ. Thì các bạn lưu ý giúp lão sư này, đó chính là bình thường vận mẫu này chúng ta đọc là ưa, nhưng mà khi ghép và trở thành một âm tiết và trên nó có thanh điệu, trên nó có dấu thì mình sẽ đọc là ưa, còn trên nó không có dấu thì mình sẽ đọc là ơ. Nhớ nhá, ví dụ đây là này có thanh hai đây thì mình đọc là tứa, nhưng từ này không có dấu gì cả, bên trên chả có thanh có dấu gì cả thì mình đọc là tờ, được chưa nhở? Tương tự như vậy, từ này là gì đây? Lờ. Lờ, ví dụ các bạn sẽ thấy người ta nói thường nói là hỏ lờ chứ không phải hỏ lưa, đúng không? Hay là gì, từ này từ gì đây? Từ mờ. Mọi người không nghe thấy họ nói là sấn mưa, đúng không? Mà là gì? Sấn mở. Sấn mở. Rồi ok, vậy thì nhớ giúp lão sư nhé. Âm ưa này, khi mà bên trên nó có thanh điệu, có dấu thì mình đọc là ưa. Còn khi nó không có dấu thì mình đọc là ơ. Và thông thường cái trường hợp đọc là ơ ấy, thì thường các bạn sẽ chỉ gặp nó ở những cái trường hợp là gì? L này, T, M, N. Đại khái như thế, có một số cái, ví dụ là tr, kiểu như thế, được chưa? Rồi, cần lưu ý cho cô là cứ có dấu thì đọc là ưa, không có dấu thì đọc là ơ. Đấy, tôi là bi lập lại thế rồi mà đừng có quên nữa nhá. Rồi ok, từ tơ này để mà có một cái nghĩa tiếng Việt, để kiểu như là word by word sang tiếng Việt thì nó không có nhá mọi người. Tuy nhiên ở đây lão sư có thể chia sẻ với mọi người cái cách dùng nó như sau. Từ tơ này nó là trợ từ kết cấu, nó nhằm chỉ quan hệ sở hữu. Vậy thì bây giờ đoạn này các bạn lưu ý giúp cô này. Nào, tập trung nhé. Không có ghi chép, không có làm việc riêng bất cứ một cái gì nữa. Nhìn lên trên slide đoạn này đi, bởi vì đoạn này có thể các bạn sẽ quên đấy. Ok, rồi nói lại nhá. Cô nói lại này, từ tơ này là trợ từ kết cấu và nó chỉ quan hệ gì? Quan hệ sở hữu. Vậy thì trong tiếng Việt, ví dụ chúng mình có một cái câu là gì? Cái này tôi sẽ nhắc lại các bạn một lần nữa. Rồi, sách của tôi. Sách của tôi là gì? Sách của tôi là một cái câu quan hệ sở hữu. Và ai trong câu này, ai là người sở hữu? Tôi là sở hữu, đúng không? Tôi sở hữu cái gì? Tôi sở hữu sách. Thế nhưng tôi lại bị đứng đằng sau. Thì trong tiếng Trung ngược lại nha. Ông nào sở hữu ông ấy đứng trước cho cô. Ông nào sở hữu ông ấy đứng trước. Tôi là gì? Là của. Sách vừa học xong là gì? Là su. Rồi, chứ mình nhét chữ tơ vào đây. What the shoe, sách của tôi. Đấy, thì cái thứ tự nó bị đảo ngược như vậy thôi. Mình nhớ trong câu tiếng Trung giúp lão sư là gì? Cái câu quan hệ sở hữu ấy, thì cái ông nào sở hữu ông đấy đứng trước, ông bị sở hữu ông đứng đằng sau. Rồi mình nhét chữ tơ vào giữa. Ví dụ, giáo viên của tôi là gì? What the lão sư, đúng không nhỉ? TV của tôi, what the TV, đúng không? TV của cô giáo, lão sư the TV. Đấy, cô lấy ví dụ nôm na như thế thôi. Còn nhiệm vụ của chúng mình là gì? Hãy chủ động lên, tích cực lên, về nhà tìm kiếm những cái từ vựng khác thay thế vào mẫu câu vừa rồi, thay thế vào cấu trúc vừa rồi, và tạo ra những cái mẫu câu mà mình mong muốn nhá. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến với cả từ vựng tiếp theo nào. Giá trị. Tờ, tờ, tờ. Âm đầu thẳng lưỡi, âm sau cong lưỡi nhá. Giá trị, tạp chí. Tạp chí. Rồi, tiếp theo nào. Trung văn. Trung văn ở đây là tiếng Trung, và dịch cụ thể hơn nữa là Trung văn. Được chưa nhỉ? Trung văn. Tiếp theo nhá. Arabic văn là tiếng Ả Rập. Chữ Ả Rập ấy mọi người. Chữ viết ấy. Được chưa? Thì mình sẽ, hôm nọ mình cũng có học là cái Arabic ngữ đúng không? Rồi hôm nay học Arabic văn. Thì các bạn hiểu giúp cô nhá. Arabic ngữ mình có thể hiểu là, hay là lúc nãy là cái gì? Trung văn ấy. Đây thì có Arabic văn. Thì bài cũ của chúng ta đã từng học là Arabic ngữ cũng là tiếng Ả Rập. Rồi bây giờ Arabic vấn cũng là tiếng Ả Rập là sao? Thì đây các bạn lưu ý là khi mà có cái từ vấn này này, nó nhằm thể hiện là gì? Nó nhằm vấn dự. Vấn dự là văn tự. Thì ở đây nó sẽ nhằm thể hiện là có cái chữ viết. Được chưa? Mình sẽ hiểu là chữ tiếng Ả Rập, hoặc là chữ tiếng Hàn, tiếng Đức, các thứ tiếng đấy. Thì
Đây cô muốn nhắc là có chữ uốn nó nhằm thể hiện là có văn tự, có chữ viết nhá. Tiếp theo này, mình có tứa vấn. Hôm trước mình học tứa dỉ là tiếng Đức rồi đúng không? Vậy bây giờ tứa vấn cũng là tiếng Đức, nhưng mình sẽ hiểu là gì? Nó có văn tự, có chữ viết, có text đúng không ạ? Tứa vấn, tiếng Đức. Tiếp theo nhá, phả vấn, tiếng Pháp. Tiếp theo, khán vấn, tiếng Hàn. Mấy cái này thì rất là dễ rồi, cô chỉ lướt qua là các bạn sẽ hiểu ngay lập tức đúng không? Nếu như ai theo dõi bài giảng của Yến Lão Sư từ buổi 1 đến buổi 6 ngày hôm nay rồi thì cái này cô chỉ cần nói lướt một cái thôi là các bạn sẽ hiểu ngay đúng không? Còn nếu mà đến đây mình kiểu ngớ người ra, nói gì vậy, thì làm ơn tìm lại mấy bài cũ học trước cho Lão Sư nhá. Mình hoàn thành bài 1, 2, 3, 4, 5 rồi thì mình đến bài 6 nó nhàn tênh à? Nếu mà bột một phát mình vô bài 6 luôn là mình sẽ không có hiểu gì đâu nha. Tiếp theo, Rử vấn, tiếng Nhật. Tiếng Nhật. Xí ba giả vấn, tiếng gì? Tiếng Tây Ban Nha, đúng không nhỉ? Tiếp theo, Yên vấn, tiếng Anh. Rồi, thì các bạn ngay trong tiếng Việt các bạn cũng sẽ thấy là gì? Mình có lúc mình dùng Anh ngữ, mình có lúc mình dùng Anh văn, có lúc mình dùng tiếng Anh, đúng không nhỉ? Thì đây, Yên vấn là Anh văn, là tiếng Anh nhá. Từ vựng tiếp theo mà chúng ta có là gì? Rồi, lắng nghe và đọc thật to cùng với cô Trang nào. Bằng hữu, bằng hữu, Hán Việt là bằng hữu, có nghĩa là bạn bè, bạn bè. Và các bạn lưu ý giúp Lão Sư là mình thấy là cái này nó cũng hán hữu thôi, nhưng mà vẫn có người bị nhầm đấy. Đấy chính là nhầm cái từ nỉ với cả cái từ bằng hữu. Thì lưu ý giúp cô này, từ nỉ chính là hữu. Nó là đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít, chỉ người đang nói chuyện trực tiếp với mình, đúng không? Còn từ bằng hữu này, nó không phải là đại từ nhân xưng, mà nó là danh từ. Danh từ. Nó chính là gì? Friend, đúng không nhỉ? Ví dụ bạn, bạn bè, chứ không phải là bạn là kiểu bạn với tôi, đúng không? Thì mình lưu ý một xíu chỗ này nhá. Cô nhắc có thể hơi thừa, nhưng mà thôi, thừa còn hơn thiếu. Rồi, vừa xong thì chúng ta cũng đã cùng nhau hoàn thành tất cả những cái từ vựng trong bài số 6 ngày hôm nay. Các bạn hãy kiểm tra lại phần ghi chép của mình xem đã đầy đủ chưa, đã dễ hiểu chưa, đã khoa học chưa. Rồi sau đó thì chúng mình hãy sang với phần tiếp theo, đó chính là ngữ pháp. Ngữ pháp ở đây mình có thể hiểu như là những mẫu câu mà các bạn ngay lập tức có thể áp dụng vào giao tiếp đời sống hàng ngày. Và nếu như các bạn đã hoàn toàn sẵn sàng tập trung chú ý rồi thì hãy nhìn lên slide, lắng nghe và lặp lại thật to cùng với cô Trang ở mỗi lần cô Trang yêu cầu nhá. Rồi, ở đây chúng mình có mẫu câu hỏi đầu tiên nào. Chúng mình đọc giúp Lão Sư nhá. Nǐ guì xìng. Ở đây có rất là nhiều những cái từ mới, cụ thể là hai từ chúng mình đã học lúc nãy đúng không? Có từ xìng là gì ạ? Xìng là họ. Còn gì? Guì xìng vẫn là họ, nhưng mà nhằm thể hiện gì? Cái ý trang trọng, lịch sự, khách khí, xã giao ra. Vậy khi người ta hỏi là nǐ guì xìng có nghĩa là gì? Bạn họ gì? Bạn họ gì? Nhưng họ hỏi một cách rất là lịch sự đúng không? Thì với câu này chúng mình có thể trả lời như sau nhá. Wǒ xìng. Wǒ là gì? Wǒ là tôi, tớ, mình. Xìng là họ. Wǒ xìng, tôi họ. Họ gì nhỉ? Họ gì thì mình điền vào đằng sau là được đúng không? Còn nếu như các bạn không biết họ của mình là gì thì sao nhỉ? Comment xuống dưới để cô Trang sẽ dịch cho các bạn cả tên cả họ luôn, được chưa nhỉ? Rồi, ở đây thì cô Trang sẽ lần lượt điền một số những cái họ thường gặp vào đây để cho các bạn luyện tập nhé. Đầu tiên chúng ta có gì? 我姓张. 我姓张 là tôi họ Trương. Các bạn họ Trương dùng từ Trương này nhé. Tiếp theo này, 我姓阮. Wan không được bảo rửn nhá. Wan rửn. Wǒ xìng rǎn, tôi họ Nguyễn. Đấy, họ quốc dân luôn đúng không? Họ quốc dân Việt Nam mà đi đá bóng hay là tham gia, ví dụ sang nước ngoài tham gia kỳ thi, cuộc thi gì á, trận đấu gì là cứ thế. Đâu đâu cũng toàn vận động viên họ Nguyễn không á, họ không biết gọi của gì luôn á đúng không mọi người? Rồi tiếp theo nào. Wǒ xìng Yán. Yán là họ gì đố mọi người biết đấy. Wǒ xìng Yán, Lão Sư xìng Yán, tôi họ Nghiêm nhá, đây họ Nghiêm. Rồi tiếp theo này, 我姓陈. Không có ai chén nha, không có phải chén đâu, âm ân ân ch, bật hơi cho cô. Trần, 我姓陈, tôi họ Trần, được chưa nhỉ? Ở đây thì nó không có đủ diện tích để mà mình cho rất nhiều họ của tất cả các bạn vào. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà không biết tên họ của mình là gì thì có thể comment xuống dưới để cô Trang hỗ trợ mình dịch tên họ của các bạn ra nhá.
Vừa xong thì chúng ta đã cùng nhau học một cái mẫu câu dùng để hỏi gì? Hỏi họ của đối phương. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ tiến thêm một bước nữa để biết thêm thông tin về họ nào. Chúng mình sẽ đến với một mẫu câu để hỏi gì? Hỏi tên của đối phương nhá. Ok, bây giờ thì chúng mình cùng đọc với Lào Sương nhá. Ok, ở câu đầu tiên chúng mình sẽ có gì đây? Nǐ jiào yào yào thanh bốn cho cô nhá. Nǐ jiào nhỉ? Shěn me míng zi? Nǐ jiào shěn me míng zi? Đọc tách ra cho cô, đừng đọc vội nhá, đọc chậm từng chữ một thôi nào. Nǐ jiào shěn me míng zi? Bạn tên là gì đúng không nhỉ? Tên gọi của bạn là gì? À, thì với câu này mình có thể trả lời như sau. Lão sư xin lỗi nhá, ở đây có cái từ là 我姓, tôi họ. Thì khi mà người ta hỏi là 你叫什么名字 thì mình nên nói cả họ cả tên mình ra. Còn khi với như câu ban nãy người ta hỏi là mình họ gì ấy thì mình mới nói là 我姓 nhá. Còn với câu này khi mà mình nói cả họ cả tên ra thì chúng mình sẽ bỏ từ 姓 này đi và thay vào đó là từ gì ạ? Từ 叫, đúng không? À, bên trên người ta hỏi mình này, 你叫什么名字, bạn tên gọi là gì ấy, thì ở dưới mình trả lời luôn này. 我叫严垂庄, tôi tên là Nghiêm Thùy Trang. Tên của lão sư thì đọc hơi méo miệng một tí, hơi vất vả, hơi phải dùng sức lực một tí, các bạn cố gắng nhá. Yên chuối, bật hơi cho cô, chuối, đúng rồi, trang. Trang thì không có bật hơi nhá, cong lưỡi thôi. 我叫严垂庄, tôi là Nghiêm Thùy Trang. Rồi, thì các bạn lưu ý này, ở khi mà với tiếng Trung người ta hỏi là 你姓什么 hoặc 您贵姓, tức bạn họ gì, thì mình có thể là chỉ gì? Chỉ nói cái họ của mình ra thôi. Nhưng khi mà người ta nói là 你叫什么名字, ý là tên của bạn là gì ấy, thì thông thường mình có thể nói cả họ cả tên của mình ra nhá. Và người Trung Quốc thông thường khi mà giới thiệu, đặc biệt là với những cái mối quan hệ còn quen sơ thôi ấy, hoặc là vừa mới quen, thì họ sẽ có xu hướng là nói cả họ cả tên ra, vì nghe nó tương đối là trịnh trọng đúng không? Và họ cũng không thường nói là 我是庄, ít nói như vậy lắm, trừ khi là thân thiết mới gọi tên một chữ như vậy thôi. Không, mình có thể nói là 我是垂庄. Đấy, các bạn có thể nói tên đệm hoặc tên đệm với tên của mình, hoặc là cả họ tên ra. Thì ít ai nói là 我是张, 我是hương, 我是hưng, 我是đạt, 我是 phong, vân vân lắm nhá. Thì chúng mình lưu ý giúp cô này, khi mà làm quen được hỏi họ tên thì chúng mình có thể nói tên và đệm, hoặc là cả họ tên ra, hoặc là giới thiệu họ thôi. Người Trung Quốc khi mà mới quen hoặc với mối quan hệ mà không thực sự quá thân thiết, kiểu xã giao ấy, thì họ có thói quen xưng hô với nhau bằng họ. Ví dụ như là gì? Vương Tổng này, cô Nghiêm này, đúng không? Hay là Trần Tổng này, đấy, hay là Nguyễn Công Tử này, hay là Trương Tiên Sinh này, hay là Phạm Tiểu Thư này, vân vân. Đấy, thì họ xưng hô với nhau bằng họ như vậy. Thì đó là một cái văn hóa trong xưng hô của người Trung Quốc và chúng mình có thể nắm được để xưng hô làm sao mà cho nó vừa lòng người đối diện, chưa nhỉ? Còn cái việc là nói chuyện cả, giới thiệu cả họ cả tên thì nó rất là dễ hiểu rồi. Ok, rồi, và tiếp theo để cho các bạn có thể luyện tập nhiều hơn, kỹ hơn về cái mẫu câu hỏi tên này, thì chúng mình sẽ cùng đến với một ví dụ tiếp theo nhé. Đây vẫn là cái câu hỏi ban nãy đúng không? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Bạn tên là gì? Thì 我叫 là lúc nãy thì viết nhầm nhưng bây giờ thì viết đúng rồi đây này. 我叫, tôi gọi là, tôi tên là. Đấy, thì ở đây có cái đoạn hội thoại của ai đây? Mọi người có nhận ra nhân vật này là gì không? Mọi người có nhận ra nhân vật này là gì không ạ? Là Hứa Quang Hán đúng không? Thì hai người này đang làm quen, giới thiệu với nhau. Cô Trang nói là gì? 我叫严垂庄, tôi là Nghiêm Thùy Trang. Thì bạn bên này, bạn ấy cũng nói là gì? 我叫 gì đây nhỉ? Sủ à? Hay là gì nhỉ? Chữ này đọc là gì mọi người có nhớ không? Chữ này đọc là gì đây? Không phải sủ nhá, là gì? Sủ. Có biết vì sao không? Bởi vì đằng sau x chỉ có thể là u hai chấm, nhưng mà người ta đã bỏ chữ u, bỏ hai chấm đi rồi đúng không? Bọn mình nhớ là cứ GQX mà cộng với u thì thực ra u đấy chính là u. Nhớ nhá, không có bao giờ có sủ hết, chỉ có sủy thôi. Sủy gì đây? Sủy Quang Hàn. Cô thì nói với bạn ấy là 我是严垂庄, tôi là Nghiêm Thùy Trang. Còn bạn ấy cũng giới thiệu là gì? 我是许光汉, tôi là Hứa Quang Hán. Rồi, chắc các bạn trẻ ở đây đều biết cái câu là mọi lời hứa đều không đáng tin, trừ Hứa Quang Hán. Nhưng mà bây giờ các bạn có thể biết thêm một người đáng tin cậy nữa rồi đấy. Đó là gì? Yến lão sư, Yến Trời Trang. Có đáng tin cậy không? Hay là tự tôi nghĩ thế?
Có đáng tin cậy không mọi người? Đáng tin cậy thì đừng có quên subscribe kênh để có thể theo dõi, follow và xem được nhiều những cái video về kiến thức hay hơn nữa nhá. Rồi, bây giờ thì chúng mình đến với phần tiếp theo thôi. Lại vẫn là mẫu câu hỏi tên ban nãy. Nào, chúng mình một lần nữa lắng nghe và đọc thật to lại cùng với cô Trang nào. Các bạn lưu ý giúp mình nhá, học thì đừng có sợ thừa. Đọc răm 7 lần, 15 lần cũng không sao cả. Chỉ sợ thiếu chứ không sợ thừa nhá. Bởi vì mỗi lần đọc như vậy mình sẽ lại gia tăng cái kỹ năng của mình, nó trôi chảy hơn, nó mượt hơn. Được chưa? Đọc với cô nào. 你叫什么名字? 你叫什么名字? Rồi, lúc đầu các bạn có thể đọc tách tách ra cho cô. 你 叫 什么名字? Nhưng sau đó luyện được khoảng một vài lần rồi, bắt đầu quen miệng rồi, các bạn phải đẩy nhanh cái tốc độ lên cho cô. 你叫什么名字? 你叫什么名字? Rồi nhanh nữa lên. 你叫什么名字? 你叫什么名字? Mình đọc nhanh lên cho cô nhá. Nhưng mà lúc đầu không được nhanh, lúc đầu cứ từ từ thôi. Rồi, và tôi lại đi làm quen khắp nơi, làm quen trong khắp vi biết luôn. Tôi nói với bạn này là một đây có một bạn nữ rất xinh đẹp. Một bạn nữ rất xinh đẹp. Mà không biết là quý vị ở đây có nhận ra đây là ai không? Rồi, lão sư giới thiệu là gì? 我叫严垂庄. Tôi là Nghiêm Thùy Trang. Và bạn này cũng giới thiệu là gì? 我叫谭松韵. 我叫谭松韵. Tôi là ai? Là Đàm Tùng Vận, đúng không? Đấy, vừa làm quen với Hứa Quang Hán xong, bây giờ chạy đi làm quen với Đàm Tùng Vận. Đó, thì vừa xong chúng ta đã học hai mẫu câu dùng để làm quen với một người khác, đúng không? Mẫu câu thứ nhất dùng để hỏi họ là gì? Nín hoặc là nǐ guì xìng. Mẫu câu thứ hai dùng để hỏi tên đó là nǐ jiào shénme míngzi. Với mẫu câu hỏi họ thì cách trả lời cũng đơn giản lắm, nó là họ luôn. Người ta hỏi xìng thì mình trả lời xìng thôi. Người ta bảo nǐ xìng shénme thì mình nói là 我姓, được chưa? Còn mẫu câu tiếp theo hỏi tên là người ta hỏi 你叫什么 thì mình nói là 我叫. Đấy nhá, nó có từ khóa trong câu hỏi, mình cứ nhặt xuống câu trả lời là được. Hỏi xìng thì trả lời xìng, hỏi 叫 thì trả lời 叫. Thế cho nó dễ, được chưa nhở? Ok, bây giờ chúng mình sẽ đến với mẫu câu tiếp theo. Rồi, vừa xong hỏi tên thì bây giờ hỏi cái gì mọi người ơi? Hỏi nơi đến, hỏi quốc gia nhá. Thì chúng mình hãy cùng nhìn lên đây, hướng mắt lên slide, lắng nghe và đọc lại thật to cùng với lão sư mẫu câu này nào. Gì đây nhở? 你是哪国人? Lặp lại một lần nữa nào. 你是哪国人? Ok. Rồi, 你是 là gì mọi người ơi? 你是 là bạn là. Ok, tiếp theo mình có cả cụm này. 哪国人? Nả của là nước nào, rấn là người. Vậy nả của rấn là người nước nào? Rồi, tóm lại câu này học luôn cả cụm cho cô. Nǐ shì nǎ guó rén. Nǐ shì nǎ guó rén. Bạn là người nước nào, đúng không? Ở đây thì mọi người lưu ý giúp lão sư này. Ở trong bài học trước lão sư cũng đã từng nói một vài lần rồi, đúng không ạ? Đó chính là trong câu hỏi luôn bao gồm câu trả lời. Vậy nên là mình chỉ cần để ý, mình tinh ý, mình để ý câu hỏi một tí thôi là mình sẽ tìm ra một câu trả lời đúng luôn. Nào xem nhá, người ta hỏi gì đây? Người ta hỏi là 你是哪国人? Được chưa? Thì mình cứ gióng nguyên xuống là mình có câu trả lời rồi. Nó hỏi 你 thì mình trả lời là 我 是 thì vẫn là 是 đúng không? Nó hỏi 你是 thì mình bảo 我是. Rồi nó hỏi 哪国人? Người nước nào? Thì mình nói người nước này. Rồi người nước này là nước gì đây? Đọc cho tôi các cậu ơi. Yue Nan. Ok, Yue Nan. Một lần nữa, Yue Nan. Yue Nan là Việt Nam nhá. Phát âm to vang rõ ràng vào cho cô, được chưa? Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà các bạn đọc không rõ ràng, rất có thể người ta sẽ nghe nhầm thành Yuen Nan là Vân Nam. Thôi thì là tèo sờ mèo rồi, đúng không? Đọc rõ lên cho cô. Yue Nan. Rồi, 我是 Yue Nan Ren. Tôi là người Việt Nam, đúng không? Rồi, người Việt Nam máu đỏ da vàng, phải nói to rõ ràng lên nhá. Tổ quốc mà. Rồi, xong Việt Nam rồi thì bây giờ chúng mình tiếp đến một quốc gia khác nào. Ở đây chính là người anh em liền kề của chúng ta, đúng không? Đọc với lão sư nhá. Trung Quốc Ren. Trung Quốc Ren. Rồi, ví dụ mình làm quen với một bạn người Trung Quốc chẳng hạn, sau khi mình nói là gì? 我是越南人, tôi là người Việt Nam. Thì bạn ấy sẽ nói một câu gì với mình tương tự nhỉ? 我是中国人, tôi là người Trung Quốc nhá. 我是中国人, tôi là người Trung Quốc. Tiếp theo nào, lại có một bạn khác. Bây giờ chúng mình, bây giờ là công dân toàn cầu kết bạn xuyên quốc gia luôn, xuyên lục địa luôn. Thì ngoài bạn Trung Quốc mình có thêm một anh bạn đến từ đâu đây mọi người? Mẻ của. Mẻ của là gì?
nước Mỹ đúng không? Vậy cái anh bạn nước Mỹ này sẽ giới thiệu với chúng mình bằng cách nói là gì? 我是美国人，我是美国人，đúng không nhỉ? Rồi, thế nếu bây giờ mình không phải là anh ấy giới thiệu là nữa mà mình giới thiệu anh ấy với mọi người là anh ấy là người Mỹ đi, thì mình sẽ nói như nào? Thì thay cái gì? Thay cái gì đây hả mọi người? À, thì mình sẽ thay từ 我 bằng từ gì? Bằng từ 他, đúng không? 我是美国人 là tôi là người Trung Quốc. Còn bây giờ mình chỉ vào anh ấy, mình nói là 他是美国人 thì là gì? Anh ấy là người Mỹ, đúng không nhỉ? Thế nếu bây giờ mình nói cô ấy là người Trung Quốc, mình sẽ nói như nào? À, thì mình lại thay cái từ 我 này bằng 他 nữ, đúng không? 他是中国人, đúng không nhỉ? À, thì cái bài này nó khá là đơn giản nhá. Tiếp theo nào. Ở đây có từ gì đấy? 法国人. 法国人 là gì? Nước Pháp, đúng không nhỉ? Nước Pháp. Rồi, 他们是法国人 là gì đấy? À, bọn họ là người Pháp, nhớ chưa nhỉ? Ờ, thì chúng mình ở đây chúng mình hiểu rất là đơn giản là thôi, là chúng mình hãy thay cái từ của này bằng những cái đại từ nhân xưng hoặc những cái danh từ chỉ người khác để tạo thành những mẫu câu khác nhau. Mình hãy thay cái quốc gia này bằng những cái quốc gia khác mình đã học trong phần từ vựng rất là nhiều rồi, hoặc là các bạn có thể tìm thêm những cái quốc gia mà các bạn yêu thích để thay thế vào đây và tạo thành những mẫu câu mới. Đó chính là việc mà lão sư luôn lặp đi lặp lại trong tất cả các video của mình, đó chính là gì? Một tinh thần học tập chủ động. Và khi mà các bạn có được một tinh thần học tập chủ động rồi thì các bạn học một biết 10, đúng không nhỉ? Học cái cơ bản, cái cốt lõi rồi sao? Chúng mình tự mở rộng ra, mãi mãi một cái tinh thần chủ động như vậy thì các bạn học cái gì cũng giỏi, được chưa nhỉ? Rồi, sau khi học mẫu câu giới thiệu họ tên này, sau đó lại đến mẫu câu giới thiệu về nơi đến, về quốc gia của mình, thì chúng ta hãy cùng xem ở phần tiếp theo sau đây chúng mình sẽ đến với mẫu câu nào nhé. À, ở đây thì chúng mình sẽ có mẫu câu như sau. Các bạn hãy nhìn lên slide, lắng nghe và đọc lại cùng với lão sư nhé. Khi mà chúng ta nghe giảng thì lại không phải là lúc chúng ta ghi chép. Vậy nên là bây giờ khi mà cô Trang đang giảng bài thì các bạn hãy hạ bút xuống, nhìn lên slide, lắng nghe và đọc thật to cùng với mình. Ok, đọc với cô nhé. 这是什么？这是什么？ Hoặc là 这是什么 đều được nhá. 这 này là đây, là này, là this. Ok, vậy thì 这是什么? Đây là cái gì? Đây là cái gì? À, thì câu trả lời cũng y như vậy thôi. Có nhớ cái nguyên lý mà cô vừa bảo không? Là gì nhỉ? Trong câu hỏi đã bao gồm câu trả lời rồi, thì chúng mình nhớ giúp lão sư này. Nó hỏi là 这是, thì mình cũng trả lời là 这是. Nó hỏi 什么, thì mình bảo là gì đấy? Từ vựng này học rồi. 书 là gì? Là sách. Nó hỏi cái này là gì? Thì mình nói cái này là sách. Nó hỏi đây là cái gì? Thì mình trả lời đây là sách, đúng không? Trong mọi câu hỏi là nó đã bao gồm luôn cái ý của câu trả lời rồi. Vậy nên là tránh nhắc, tuyệt đối tránh trả lời cái kiểu một từ cụt lủn ra. Bởi vì khi mà chúng mình học và chúng mình trả lời cộc lốc cụt lủn như vậy, cái thứ nhất về mặt giao tiếp là nó không được hay, nó không được mượt, nó không được lịch sự. Cái thứ hai về mặt ôn tập, về mặt luyện tập, về mặt học tập kiến thức thì sao nhỉ? Mình không có cơ hội trau dồi luyện tập để cho cái ngôn từ, ngôn ngữ của mình nó trở nên phong phú mượt mà. Đây cô lấy ví dụ, bây giờ người ta hỏi mình là đây là cái gì, sao mình hiểu sách, hết câu chuyện rồi, nhạt nhẽo vô cùng luôn, và nó cộc cằn đấy, nó hơi bị kiểu không được lịch sự cho lắm, đúng không mọi người? Vậy nhớ giúp cô này, người ta hỏi đây là cái gì thì mình phải bảo đây là cái này, đây là cái ABCXYZ gì đấy, đúng không? Chứ ở đây là cái gì, đây là sách, kia là cái gì, kia là bút, hết, không có gì để nói nữa, đúng không nhỉ? Thế nên là khi mà mình trả lời một câu hoàn chỉnh thì nó vừa mang ý nghĩa về mặt lịch sự trong giao tiếp và vừa mang ý nghĩa là gì? Mình được nói nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn. Các bạn nhớ nhá. Ok, đọc lại cho cô nào. 这是什么?这是书. Tiếp theo để xem chúng mình sẽ có từ vựng gì nhá. À, đọc giúp lão sư nào. 笔, không có bật hơi nhá. 笔, 笔 đây là bút. Vậy nếu như tương tự như vừa rồi người ta hỏi 这是什么? Đây là cái gì? Mình trả lời đây là bút thì các bạn sẽ nói như nào? Nói như nào nhỉ? Nói to lên, tôi chưa nghe cái gì hết. Nói to lên nào. À đúng rồi, 这是笔. À, người ta hỏi 这是什么? Đây là cái gì? Mình trả lời 这是笔. Đây là bút, đúng không nhỉ? Rồi, từ vựng tiếp theo. Từ vựng tiếp theo chúng mình có từ bao. Bao ở đây là túi, là bọc, đúng chưa? Bao, tất cả những cái túi, cái bọc đều có thể gọi là bao. Nhưng ở đây các bạn nhìn thấy một cái ba lô, hay nói cách khác nó một cái cặp sách, thì các bạn có thể dùng từ shu bao, ghép từ trên với từ dưới này, shu bao sẽ ra từ cặp sách, được chưa? Bây giờ người ta hỏi là 这是什么?
mình có thể nói là 这是包, đây là cái túi. Vậy nếu mình muốn nói đây là cái cặp sách thì chúng mình sẽ nói như thế nào? À, 这是 gì? 书包, 这是 书包, rồi cặp sách. Rồi ok, mọi người có thể dừng lại và ghi chép cái phần này vào vở trước khi chúng ta sang phần tiếp theo nào. Nào bây giờ chúng mình sẽ cùng đi xem là tiếp theo sau đây chúng mình có từ vựng gì nhá. Wow, là một cái từ mà ai cũng thích đúng không mọi người? Đọc cùng với lão sư nào. Chén. Chén, bật hơi nhá. Chén, không ai đọc là chiến, không ai đọc là chén, không có chén gì hết. Tôi đang rất là đói luôn, tôi rất là đang muốn chén một cái gì đấy đây. Chén, ở đây là tiền đúng không? Vậy nếu người ta hỏi là 这是什么? Mình bảo đây là tiền thì nói như nào nhỉ? 这是钱. 这是什么? Đây là tiền. À không, đây là cái gì? Mình trả lời 这是钱. Đây là tiền nhá. Ok. Rồi ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết phần từ vựng cũng như là mẫu câu rồi đúng không? Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau sang một phần tổng hợp, đó chính là phần hội thoại. Đây cũng chính là phần mà các bạn có thể ứng dụng những từ vựng cũng như những mẫu câu mình đã học ban nãy vào luyện tập. Rồi thì chúng mình sẽ cùng nhau đi xem là trong đoạn hội thoại này nói về cái chủ đề gì nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn sàng chưa? Phấn chấn lên nào và chúng ta đi nốt bài học của chính mình. Như chúng ta thấy đây là đoạn hội thoại giữa bạn Mai Khở và bạn Trang Tung. Mai Khở và Trang Tung, một người Âu, một người Á đúng không mọi người? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng xem là hai bạn nói chuyện gì với nhau nhá. Mai Khở nói là 请问你贵姓? 请问 là gì? Làm ơn cho hỏi. 你贵姓? Bạn họ gì? Thì Trang Tung mới trả lời là gì đây? 我姓 Trang, tôi họ Trương đúng không nhỉ? Các bạn thấy này, người ta hỏi là 你贵姓? Thì mình trả lời là 我姓, đúng không? 你贵姓? 我姓张, tôi họ Trương. Và Michael mới hỏi tiếp luôn này, 你叫什么名字? Đây chính là cái mẫu câu mình học vừa rồi xong. 你叫什么名字? Bạn tên là gì? Thì Trang Tung mới trả lời là gì đây? 我叫 Trang Tung, tôi là Trương Đông. Đấy các bạn nhìn nhá, người ta hỏi 叫 thì mình bảo 叫, người ta hỏi 什么名字 thì mình trả lời cả tên mình vào, được chưa nhỉ? 你叫什么名字? 我叫 Trang Tung. Tiếp theo thì Mai Khở mới hỏi Trang Tung là 你是哪国人? Nào, có phải là chính cái mẫu câu mà chúng mình vừa học ban nãy không? 你是哪国人? Bạn là người nước nào? Thì Trang Tung mới trả lời là gì? 我是, tôi là gì đây? 中国人, người Trung Quốc. Và bạn ấy cũng hỏi lại người bạn của mình là gì? 你是哪国人? Bạn là người nước nào? Rồi, Michael hỏi bạn là người nước nào và Trương Đông nói tôi là người Trung Quốc. Bạn là người nước nào, đúng không nhỉ? Và lúc này Michael mới trả lời là gì đấy? 我是美国人, tôi là người nước Mỹ. Tiếp theo thì Trang Tung lại hỏi là gì? 你学习什么? 你学习什么? 学习 là cái gì đây? Học tập đúng không? Bạn học cái gì đấy? 你学习什么? Khi mà được Trương Đông hỏi là bạn học gì thì Michael mới trả lời là gì? 我学习汉语. 我学习汉语. Và trong câu này thực ra nếu mà ứng dụng vào giao tiếp thì các bạn có thể bỏ từ xí đi cũng được nhé. Đọc là 我学汉语 cũng được, được chưa nhỉ? Sau đó Trang Tung mới hỏi thăm chi tiết thêm là gì đấy? 汉语难吗? 汉语难吗? Tiếng Hán có khó không? Thì hãy cùng xem Michael trả lời như thế nào, xem có đúng với những cái suy nghĩ của các bạn khi mà học tiếng Hán không nhá. Michael mới trả lời là gì? 汉字很难, 发音不太难. 汉字 này là gì nhỉ? 汉字 là Hán tự, là cái chữ Hán đấy mọi người. 很难, rất khó. 发音 là phát âm. 不太难, không khó lắm, được chưa nhỉ? Ở cái cấu trúc này lão sư đã chỉ cho mọi người rồi. 不太 cộng với tính từ sẽ là không cái gì đó lắm. Ví dụ, bú thai ngon là không ngon lắm, bú thai xấu là không xấu lắm, bú thai mệt là không mệt lắm, đúng không nhỉ? Vậy bây giờ ở đây là bú thai nán là không khó lắm. Rồi vậy thì khi Trương Đông hỏi Michael là khan yu nán mo, thì Michael mới nói là khan zi hen nán, fa yin bú thai nán. Chữ Hán thì rất khó, còn phát âm thì không khó lắm. Không biết đây có phải là cái tâm lý chung của những người học tiếng Hán giống như chúng ta hay không? Đặc biệt là những bạn mới bắt đầu. Và cuộc hội thoại của hai bạn nam này vẫn còn tiếp tục, chúng ta cũng cùng xem là hai bạn nói gì với nhau nữa nhé. Ở đây Michael tiếp tục hỏi là gì? 这是什么? Đây là gì? Trang Tung trả lời 这是书, đây là sách. Tiếp theo Michael lại hỏi tiếp 这是什么书? Đã là sách rồi thì hỏi là sách gì đúng không? Bắt đầu hỏi này 这是什么书? Sách gì?
Chờ sư trung vấn su, đây là sách tiếng Hán, à là sách tiếng Trung, đúng không? Vậy thì ở phần này các bạn lưu ý giúp cô này ở đây, ví dụ ở nhà mình là sách gì thì sách trước gì sau, nhưng trong tiếng Trung các bạn cứ nhớ cái cấu trúc sấm mơ cộng danh từ cho cô. Sấm mơ cộng danh từ là cái gì đó gì, ví dụ sấm mơ su sách gì, sấm mơ bỉ bút gì, hay sấm mơ lão sư giáo viên gì, đúng không? Cứ sấm mơ cộng với danh từ cho cô nhá. Tiếp theo thì Michael vẫn chưa dừng lại cái các cái câu hỏi của mình. À, Michael tiếp tục hỏi là gì? Chờ sư sấy tờ su, chờ sư đây là sấy tờ su, sách của ai? Có nhớ cô vừa mới giảng về cái trợ từ kết cấu tơ không nhỉ? Chỉ quan hệ sở hữu đúng không? Sách của ai thì ai phải đứng trước, sách phải đứng sau, đúng không? À, chờ sư sấy tờ su, đây là sách của ai? Và Trương Đông mới trả lời là chờ sư lão sư tờ su, lão sư tờ su là sách của cô giáo, sách của thầy giáo, đúng không? À, đây là sách của cô giáo. Rồi, tiếp theo bạn ấy vẫn chưa dừng lại, bạn lại hỏi tiếp nà sư sớm. Rồi ông Michael này cũng nhiều chuyện ghê ấy. Nà, chờ là đây là này, nà là kia là đó, vậy nà sư sớm đó là cái gì? À, thì Trang Tung tiếp tục nhẫn nại trả lời nà sư giá trị, nà sư giá trị, đó là tạp chí, đúng không nhỉ? Quyển tạp chí ấy mọi người. Trang Tung vẫn tiếp tục hỏi nà sư sớm giá trị, các bạn nhớ này, sớm cộng với danh từ đúng không? Sớm giá trị, tạp chí gì? Kia là tạp chí gì? Đó là tạp chí gì? Thì Trương Đông tiếp tục trả lời nà sư yng vấn giá trị, giá trị, nà sư yng vấn giá trị, đó là tạp chí tiếng Anh, tạp chí tiếng Anh. Tiếp theo này, nà sư sấy tờ giá trị? Michael hỏi nhiều nhỉ? Nà sư sấy tờ giá trị? Đó là tạp chí của ai? Thì Trương Đông bắt đầu nói là gì? Nà sư wǒ péng yǒu tờ giá trị, nà sư wǒ péng yǒu tờ giá trị. Wǒ péng yǒu là bạn của tôi, my friend, đúng không? Wǒ péng yǒu tờ giá trị, đó là tạp chí của bạn tớ, tạp chí của bạn tôi. Rồi, phần hội thoại này thì khá là đơn giản đúng không mọi người? Nó chỉ là những mẫu câu được lặp đi lặp lại khá là quen thuộc. Và chúng mình đừng quên hãy luyện tập thật là nhiều lần cho nhuần nhuyễn nhá. Và phần hội thoại vừa rồi cũng đã chính thức khép lại toàn bộ kiến thức của buổi số 6 ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự lắng nghe, hợp tác cũng như là tích cực học tập của các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy video này là hữu ích thì đừng quên ấn like, share và subscribe để có thể theo dõi nhiều video hay hơn phía sau nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào chị ạ.